Mình dẫn quý vị các bạn ra thăm một vườn đào và chia sẻ với quý vị các bạn cách phòng chống bệnh xì mủ các bạn nhé. Cây đào thì cái bệnh xì mủ rất là khó tránh, bởi vì có thể là do lấm bệnh hoặc là do các cái vết xước của cây đào thì cây đào rất dễ bị xì mủ. Bệnh này thì chủ yếu là phòng thôi. Còn nếu không may bị như này rồi, đây là các vết xước của nó thì cũng đã bị xì mủ. Nếu mà để nó lây lan ra thì nó cũng sẽ phát triển bệnh rất nhanh. Chính thế mà người trồng đào quê mình chủ yếu là bón cho cây đào các cái loại phân có nguồn gốc hữu cơ, hạn chế bón phân hóa học. Các loại phân này chủ yếu là ngô đỗ đã được nghiền nhỏ hoặc là bón bằng hạt luộc rồi, hoặc là cho chấu gà đều tốt. Đây các bạn thấy cái lớp này là đều đã cho và bón chấu gà. Cái thứ hai nữa là tránh cái va đập đối với cây đào này. Còn khi không may bị bệnh xì mủ như này thì người trồng đào quê mình sẽ làm sạch, sau đó tiến hành dùng các cái loại nếu nước vôi đặc thì có thể quệt vào tất cả cái gốc này. Cái thứ hai nữa là có thể là chúng ta làm sạch đi, sau đó là pha một gói Zizumin quệt vào các cái vết này. Thứ ba nữa là trong quá trình dùng thuốc bảo vệ thực vật thì có thể là phun kèm để phun lên cả thân cái cây đào này. Vì thực ra cây đào thì trồng trên một diện tích một sáu bộ thì cũng không được nhiều. Chính vì thế mà có thể là dùng pha và phun đều trên thân này, hoặc là phun lên tán lá thì nó cũng sẽ bắn xuống thân, nó cũng góp phần phòng trừ các cái loại lấm bệnh hại. Và đặc biệt là khi cứ mỗi một lần cắt tỉa tán từ cây đào này thì cứ thông thường là cứ phải cắt tỉa tán liên tục để cho nó lên nhiều rong. Thì mỗi lần cắt như vậy, người trồng đào quê mình cũng đều dùng các cái loại như Capenzin hoặc là Zizumin hoặc là Zinep để phun, để phòng chống các cái vết xước hoặc là lấm bệnh phát triển trên cây đào. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị và các bạn cách phòng tránh bệnh xì mủ trên cây đào. Nếu quý vị và các bạn có kinh nghiệm hay trong phòng tránh các loại bệnh này thì các bạn nhớ bình luận chia sẻ phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.